Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với Sức Khỏe Online. Sức Khỏe Online xin chia sẻ với các vị và các bạn một vị thuốc khác, đó là vị thuốc sơn đậu can. Vậy vị thuốc sơn đậu can nó có tác dụng gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng xem. Sơn đậu can, cây quảng đậu, khổ đậu, hòe bắc bộ, cây bụi cao 0.5-0.2m, có nhánh nhăn, có lông nằm ngắn. Lá chết 5-7 mọc đối, nguyên, mép hơi lượng sóng hay có răng, dài 6-15cm, rộng 3-8cm, tù ở gốc, nhọn ở đầu, nhẵn ở trên, có lông ở mặt dưới, gân bên chín đôi, cuốn lá chết 2-5mm, lá kèm 3mm. Chùm hoa đứng cao 5-12cm, đối diện với một lá, ngắn hơn lá, cuốn 4-6mm, lá bắc 4-5mm, đài hình chuông, không cân ở gốc, có lông, với 5 thùy tam giác. Tràng hoa cao 1-2cm, nhẵn, màu vàng cánh cờ hẹp, gấp lại, các cánh bên và cánh thì có tai, nhị hai bó, bầu 5-6mm có hai noãn. Quả hình trái xoan đen, bóng khi khô, dài 1-2-1-8cm, rộng 0-8-1cm, hạt to, cứng. Hoa quả tháng 2-4. Phân bố, vị thuốc sơn đậu phân bố nhiều ở Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia. Người ta gặp nó trong các quần hệ thứ sinh, rú bụi, sa van, từ thấp đến 1.800m. Ở nước ta, cây mọc ở Lâm Đồng, Đồng Nai. Bộ phận dùng, lá, hạt, rễ, folium, semen entradit ergestet. Vị thuốc sơn đậu can được thu hoạch vào mùa thu. Theo Trung Y, lấy rễ khô ngâm nước 4-5 ngày, rửa sạch, bỏ hết tạp chất, rễ nhỏ cắt khúc, rễ to chẻ đôi, ủ độ 4-5 ngày cho mềm, thái lát mỏng 1-2 ly phơi khô. Rễ to, nhỏ trộn lẫn với nhau mà dùng. Theo kinh nghiệm Việt Nam, rửa sạch, ủ mềm 4-5 ngày, thái lát mỏng 1-2 ly. Còn có thể ngậm vào miệng hoặc mài ra uống. Thành phần hóa học, cây chứa alcalo, flavonoid, matrin, oximatin, anatin, methylinsin. Ngoài ra còn có pedocan, socoran, vị thuốc sơn đậu can tính vị, có vị đắng, tính hàn. Quy kinh vào kinh tâm, phế bà đại tường. Công năng, vị thuốc sơn đậu can có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu thụ, giảm đau. Điều trị phát nóng, ho đau cổ họng, trị hoàn đản cấp tính, sát trùng. Liều dùng, ngày dùng 6-12 gam. Chống chỉ định, tỳ vị hư hàn, đại tiện lỏng thì không nên dùng. Ứng dụng lâm sàng của sơn đậu. Trị viêm amidan, viêm họng, sốt cao, nuốt đau, vị thuốc sơn đậu can 12 gam kết hợp thiên ngân hoa 12 gam, hoàng liên 4 gam, hoàng bá 8 gam. Sắc uống ngày 3 lần, uống trước ăn 1 giờ. Trị viêm amidan cấp tính, vị thuốc sơn đậu can kết hợp ngưu bàn tử, tạ can, kinh giới mỗi vị 9 gam, hồng phong 6 gam, kim ngân hoa 12 gam, cam thảo 6 gam. Sắc uống ngày 3 lần, uống trước ăn 1 giờ. Trị viêm amidan mãn tính, vị thuốc sơn đậu can 15 gam, sinh cam thảo 10 gam, kim liên hoa 5 gam. Sắc uống chia 3 lần 1 ngày, uống trước ăn 1 giờ, uống liền trong khoảng 3-4 tuần. Trị viêm họng cấp, đau họng, vị thuốc sơn đậu can 3 gam, tạ can 10 gam, nhân sâm 10 gam, cắt cánh 7 gam, cam thảo 2 gam. Sắc uống ngày 3 lần, uống trước ăn 1 giờ, uống liền trong khoảng 1-2 tuần. Trị côn trùng, rắn, rết cắn, mụn ngứa, vị thuốc sơn đậu can tán bột mịn, trộn với nước đun sôi để nguội tạo thành hồ nhão, bôi vào vết thương. Trị sưng lợi răng, vị thuốc sơn đậu can, thi tử, bạch hương tầm mỗi vị 12 gam. Bạc hà, kinh giới mỗi vị 6 gam, cam thảo dây, cắt cánh, huyền sâm mỗi vị 8 gam. Sắc uống ngày 3 lần, trước bữa ăn 1 giờ. Ở Thái Lan và Việt Nam, sắc lá cây sơn đậu uống làm cho dễ sinh đẻ. Ở Malaysia, người ta dùng hạt sơn đậu có vị đắng làm thuốc trị các bệnh về ngực và như là thuốc chống độc và bổ. Ở Indonesia, cây sơn đậu được dùng làm thuốc diệt côn trùng. Ở Vân Nam, Trung Quốc, sơn đậu can được dùng trị viêm ruột, ỉa chảy, đầy bụng, đau dạ dày, đau hầu họng,